Xin kính chào quý vị đến với chương trình Đời Sống Quanh Ta, Life Around Us with Billy Lê. Kính thưa quý vị, trong episode kỳ vừa rồi, chúng tôi có mời được hai vị khách, anh Minh Quân và chị Thúy Hồng từ Hội Hy Vọng Phục Vụ Cộng Đồng, Hope Community Service, và đã cho chúng ta những cái cơ hội hiểu biết thêm về những cái vấn đề trong gia đình khi mà chúng ta sống trong tội một cái gia đình mà có rất là nhiều người, có nhiều thế hệ khác nhau như ông bà, cha mẹ rồi các em trẻ. Thì đôi khi chúng ta có những cái sự đối đáp không tốt với từ các bạn trẻ cho tới những người lớn tuổi hơn. Thì họ đã chia sẻ là chúng ta đừng có làm ngơ với những cái động tác của các bạn trẻ xấu với ông bà. Và cũng như là chia sẻ những cái ví dụ chúng ta phải cần làm gì cho những người lớn, nhất là những người lớn dành cho các bạn trẻ phải làm gương như thế nào. Và cũng như là chia sẻ đối với các em về những câu chuyện của ông bà ta trong lịch sử, những gì mà đã xảy qua. Và ngày hôm nay chúng tôi đã trở lại để mà có thể tìm hiểu thêm về hai vị khách với những cái kinh nghiệm của họ và sự hiểu biết của họ về một trong một cái gia đình có rất là nhiều người. Tôi xin gửi lời chào đến anh Minh Quân và chị Thúy Hồng thêm một lần nữa. Chào Billy. Thưa quý vị, chúng tôi rất vui để quay trở lại với quý vị trong chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Yeah. Thưa quý vị, như cái phần trước thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị về vấn đề chúng ta đừng làm ngơ với những cái hành động, với những cái cử chỉ, với những lời nói mà các bé khi thiếu tôn trọng ông bà và những người lớn tuổi. Cũng như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị, điều thứ hai là chúng ta phải làm gương cho các bé trong gia đình, vì các bé rất là dễ học những cái mà không tốt của chúng ta. Và khi các bé thấy chúng ta làm được điều tốt, các bé sẽ học theo và các bé sẽ có một cái vốn sống thật tốt để khi sau này các bé lớn, các bé sẽ trưởng thành, các bé sẽ đặt chân ra xã hội và các bé sẽ được mọi người yêu mến. Một cái điều nữa mà chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị đó là chúng ta chia sẻ những câu chuyện trong gia đình, câu chuyện về ông bà, về những người lớn tuổi đã đóng góp, đã hy sinh những gì cho cái gia đình, cho đại gia đình này, nhất là những các bậc cha mẹ, ông bà của chúng ta vào những năm mà sau 75. Thì quý vị thấy rằng là vào cái thời điểm đó thì các bậc ông bà cha mẹ rất là cực, phải bươn chải, buôn bán, làm đủ thứ mọi công việc để duy trì được một cái cuộc sống dành cho các con, các cháu của mình trong gia đình. Và bên cạnh đó nữa là khi mà những con người Việt Nam để đi tìm một cái đất nước tự do mới thì đặt chân tới Mỹ, thì mọi người, đó chính là ông bà, chính là cha mẹ đã rất vất vả để tạo nên một cuộc sống cho thế hệ tiếp theo. Và tôi cũng được nghe Thúy Hồng cũng đã chia sẻ với tôi rằng là ngày xưa khi ở Việt Nam thì bố mẹ Thúy Hồng cũng rất là vất vả để mà lo cho các con, và khi qua tới Mỹ rồi cũng rất vất vả. Thúy Hồng có thể chia sẻ một chút cho quý vị để hiểu được cái cảm nghiệm và trải nghiệm của Thúy Hồng, và khi Thúy Hồng đã chia sẻ với các con của mình những điều đó thì như thế nào? Dạ vâng. Các em nó nhiều khi nó không có hiểu được là cái sự vất vả mà ông bà cha mẹ đã trải qua sẽ giúp họ thành một cái con người sống hiện tại. Và từ những cái kinh nghiệm này đó, nếu như mà mình có thể chia sẻ được với các em để các em có thể lắng nghe được là hồi xưa ông bà khổ sở như thế nào, làm việc như thế nào, và bố mẹ khổ sở làm việc như thế nào, để học được những cái điều tốt, thì các em nó sẽ từ đó mà nó có thể có những cái tính cách tốt hơn. Thì như bố mẹ của Thúy Hồng thì hồi xưa ở bên Việt Nam thì bố đi làm ở bệnh viện, mẹ thì đi buôn bán ở ngoài chợ, và có tới 5 đứa con thì rất là cực khổ, và nhiều khi cái thời gian dành cho con cũng không có được nhiều, nhưng mà họ cố gắng hết sức để họ có thể dành cho con mình những cái gì tốt nhất. Và hồi xưa bố Hồng nhớ là bố của Hồng mỗi một năm đều dẫn gia đình đi chơi, đi vacation giống như bên này vậy đó. Và cứ mỗi lần đi chơi như vậy là chụp rất là nhiều hình ảnh tốt, đi biển, đi Vũng Tàu, rồi có để lại những cái album hình mà bây giờ mà khi mà Hồng ngồi đó mở ra coi chung với con mình, và chỉ cho con thấy nè, hồi xưa ông bà như vậy nè, bố mẹ là nhìn thấy mẹ hồi nhỏ như vậy, dẫn đi chơi, và bố viết lại những cái
cái caption ở đằng sau mỗi tấm hình á, là năm mấy ở nơi đâu, rồi kể lại cho con nghe thì con nó thích lắm, nó nói wow, hồi xưa mẹ cũng đi biển, hay nó nghĩ là ở Việt Nam không có biển hay gì đó, nó không có biết được những cái ức đó. Và nó hồi xưa mẹ cũng được đi chơi giống như bây giờ, nó đúng rồi, hồi xưa cũng vì ông bà dẫn mẹ đi chơi mỗi năm cho nên bây giờ mẹ cũng tiếp tục theo cái truyền thống đó, là cứ mỗi hè là dẫn các em đi chơi, hoặc là khi nào mà có ngày nghỉ thì đều dẫn các em đi chơi và ghi lại những cái hình ảnh đó. Và khi các em nó ngồi lại nó coi với mình những cái kỷ niệm đó thì nó là một trong cái những điều mà thật là vô giá. Tại vì những cái đó nó sẽ không bao giờ nó xóa mờ đi trong tâm trí các em. Dạ, thì cái đó là cái vấn đề mà hình ảnh, ghi lại hình ảnh hoặc là chia sẻ những cái gì mà đã xảy ra là cũng là một cái rất là hay để mình có thể làm với con cái của mình. Với những cái kỷ niệm mà tốt đẹp như vậy đó, thì hồi xưa bố mẹ chị hay là của anh Minh Quân có những cái lời khuyên gì, khuyến khích gì cho những cái hành động đó hay không? Có chứ. Với những cái câu chuyện đó, những hình ảnh đó đó, chúng ta thấy rằng là cha mẹ sẽ cho chúng ta được những bài học nha. Thí dụ như trong cái album hình mà Thúy Hồng vừa chia sẻ đó, cái đó là ba mẹ đang giúp cho mình đó, lưu lại những kỷ niệm trong cuộc sống, mà chủ đề chúng ta đang nói là cuộc sống quanh ta, đúng không ạ? Nó muôn màu muôn vẻ, rất là nhiều điều, rất là nhiều điều. Chính vì thế mà đừng quên để lưu lại những cái khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, từng chặng đường để đi qua. Và chúng ta luôn kể, chia sẻ cho các con, các cháu mình được biết rằng những cái điều ông bà đã làm cho mình á, không phải là để so sánh, cho các bác so sánh là ok ngày xưa ông bà làm được vậy đó thì đứa con cũng phải làm được vậy, hoặc là, nhưng mà cho các bé nó trân quý được cái giá trị mà các bé đang có được của ngày hôm nay, đúng không? Là các bé được ngày hôm nay, các bé được sung sướng nè, dù như các bé đi, nó được đến một đất Mỹ, đúng không, được đi học, được chính phủ lo, được chính phủ quan tâm rất nhiều, thì để bé biết được trân quý được cái giá trị mà ngày xưa khi ông bà đặt chân qua Mỹ những ngày tháng đầu tiên rất vất vả như thế nào để tạo dựng một cuộc sống cho các bé. Các bé nó trân quý ở điều đó, và để nó phấn đấu hoàn thiện bản thân của mình, để các bé trở thành một cái người mà có ích cho xã hội và một người biết chăm sóc gia đình của mình như ông bà. Dạ vâng. Nó rất là hay nha. Nó mang một tính nhân văn rất là cao đấy, Billy. Dạ đúng. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta thấy rằng là hiện nay thì cha mẹ ít có kể chuyện cho con nghe về chuyện ông bà ngày xưa lắm. Vì cuộc sống ngày hôm nay chúng ta cũng nhắc lại đó là vì cái cuộc sống ngày hôm nay ông bà, các bậc cha mẹ đó đi làm về tới nhà là quá mệt, quá tối rồi lao vào lo thức ăn cho các con, làm bữa cơm cho cả gia đình ăn v.v. xong rồi nghỉ ngơi. Nhưng mà chúng ta cố gắng vào những dịp cuối tuần để chia sẻ với các con, và qua đó chúng ta gần các con được á, thì chúng ta mới khuyến khích cho các con á, có được những cái cử chỉ tốt, những cái hành động tốt, làm được những cái điều tốt và có những cái người ta gọi là nghĩa cử đó, đẹp với ông bà. Ngày xưa không biết Hồng có nhổ tóc sâu cho ông bà không ta? Nhổ tóc ngứa? Không có nhổ cho ông bà, nhưng mà có nhổ tóc cho cô. Cô là một trong những người mà cũng giúp nuôi dạy của Thúy Hồng lớn lên. Và cứ nhớ hoài cái hình ảnh đó. Cô cứ nói ngồi đi nhổ tóc là lại ngồi nhổ từng cọng. Cô rất là vui khi mà được cháu ngồi kế bên nhổ tóc. Mà đó là cũng cái cơ hội để mà tâm sự với cô, hay nghe cô kể chuyện. Đó. Đi thì sao? Em thì em có nhổ tóc bạc của ba. Quá đó. Đó là đếm bao nhiêu tóc bạc thì được bao nhiêu tiền. Được bao nhiêu tiền, đúng không? Đó. Hồi xưa là như vậy, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta sẽ giúp cho các bé có được những sự hành động nha, như là phụ ông bà quét nhà, làm bánh, nấu ăn. Nếu con gái thì lăn vô bếp, đúng không ạ? Với ông bà. Xong rồi nếu là một đứa con trai thì có thể quét nhà nè, có thể làm giúp ông tưới cây, sửa cửa, vân vân. Có nhiều thứ lắm để mình giúp cho các bé, mình kích thích cho các bé nó làm sao, thứ nhất nó phát hiện được khả năng của nó chứ bộ, đúng không? Khả năng ngay từ lúc nhỏ thích nấu ăn không, vân vân. Các bé trai có khéo tay khi mà sửa cái cửa không, đóng được cái ghế không? Ở bên này thì dễ rồi, không có sửa cái ghế giống cái bàn giống như ở Việt Nam, nhưng mà
các bé nó sẽ có một cái cơ hội để giúp cho ông bà, giúp cho những người lớn tuổi hơn, như là bác, như là cô chú dì dưỡng trong gia đình cùng làm việc chung với nhau. Một trong những điều mà rất là thú vị là các em trẻ mà sống mà lớn lên tại Hoa Kỳ này á, thì em có thấy là họ giúp ông bà bằng cách là dùng điện thoại, cell phone, mở những cái chương trình đó, app. Những cách có thể giúp ông bà. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa, không những mình khuyến khích các em làm những việc đó, nhưng mà khi các em làm á, mặc dù nó không, nó tốt hay không, mình nên lúc nào cũng khen, đúng, khen thưởng các em để mình khuyến khích các em tiếp tục làm những công việc đó. Tại vì ví dụ như mà nếu như em hôm đó em giúp mẹ rửa chén hay giúp ông bà rửa chén, xong rồi thay vì nói là con giỏi quá con rửa chén, thì lần sau nó sẽ rửa, con rửa chén dơ quá đi. Nó, nếu mình nói như vậy lần sau thì nó không muốn rửa nữa, hoặc là nó quét nhà, nó sao con ghét quét nhà chứa hết bụi nè, thì nó lại không muốn làm. Thì bất cứ công việc nó làm, miễn nó làm việc tốt, cử chỉ tốt, không cần biết cái thành tích sau đó như thế nào, thì mình vẫn nên khen thưởng, khích lệ, khích lệ, dạ, những lời nói khích lệ để các em nó hứng thú và nó tiếp tục làm những công việc tốt đó trong những lần sau. Dạ. Và khi ông bà được các cháu á mà giúp đỡ á, hoặc những người bác, dì dượng, cậu gì trong gia đình á mà được các bé giúp đỡ gì đó, họ sẽ rất hạnh phúc nha. Yeah. Vì họ cảm nhận được họ được quan tâm. Yeah. Họ được chăm sóc. Đó. Họ được mọi người để ý đến mình và giúp đỡ mình, thì cái điều đó rất tốt, rất tốt. Và chúng ta đang tập cho các bé ở một cái chỗ đó là biết yêu thương và quan tâm cũng như giúp đỡ mọi người xung quanh. Và nếu ta không giúp cho các bé ngay từ lúc các bé còn nhỏ đó, thì nó khi lớn á, các bé sẽ trở thành một người vô cảm. Yeah. Trước cái những cái nỗi đau của mọi người, hoặc là trước những cái điều mà cần được sự giúp đỡ, thì các bé sẽ làm ngơ đi và cho rằng cái đó không phải là chuyện của mình để mình giúp tới. Mà nếu ngay từ lúc trong gia đình chúng ta hướng dẫn cho các bé, khích lệ các bé giúp đỡ ông bà, giúp đỡ những người xung quanh, những người lớn, thì giúp cho các bé có một cái kỹ năng sống rất tốt sau này. Dạ vâng, giúp cho các bé hiểu được để mà các bé có thể giúp cho lại người khác. Xin quý vị đừng dời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại sau đây để nói thêm về những câu chuyện mà ngoài câu chuyện với ông bà thì không biết là có những câu chuyện gì khác. Thì xin hẹn gặp quý vị sau phần thông tin thương mại sau đây.